Yeah, đất nặng Play-Doh. Nhồi nào. Làm phần thân của tắc kè nè. Điểm thêm vài chi tiết. Vẽ đôi mắt. Vẽ hoa văn nè. Bé tắc kè lanh lợi quá nè. Tắc kè mẹ chẳng tìm được chỗ trú ngụ. Cô ấy chạy từ góc này sang góc khác. Em thấy ổn không? Anh giúp được chứ? Em thấy lạ lắm. Em có muốn ăn hay uống gì không nè? Uống cái này nha. Ta không muốn gì cả. Pascal chạy đi tìm Rapunzel. Em gọi chị hả? Chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện thôi. Bác sĩ ơi, cứu với. Please. Phải làm xét nghiệm mới biết được. Hiểu rồi, cô ấy có bầu đó. Yes. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Các bé tắc kè con đã ra đời rồi. Cô tắc kè vui lắm đó. Lin, kiểm tra đi nào. Các bệnh nhân đặc biệt nhất. Đâu có giống Lin đâu nhỉ. Cùng mời bạn búp bê mới đến nào. Maximus mang vải đến nè. Giỏi quá đi. Vẽ các đường kẻ sẵn. Cắt ra nha. Thành chiếc áo. Mặc vào đi. Wow. Cắt may chiếc quần nè. Hoàn thành. Hoàn hảo. Yeah. Vải để may áo khoác. Chú Hải Lê này là thợ may sao? Cảm ơn nha. Phong cách quá nha. Chọn phụ kiện thôi nào. Thêm chiếc túi. Và đôi bốt thoải mái. Đội mũ. Tóc nâu nè. Vẽ râu nữa. Xem nhân vật của chúng ta nè. Lin, cậu có ổn không? Anh ấy bị vẻ đẹp của Rapunzel hớp hồn rồi. Mọi chuyện vẫn ổn thôi, mình sẽ đi. Bye bye. Các bạn động vật đáng yêu. Hiểu mà. Các bạn nhỏ cần đồ ăn. Các bạn tắc kè ăn ngấu nghiến. Một bé trèo lên đầu của Lin. Ôi cha. Úp. Để mình dọn dẹp cho. Xin lỗi nha. Cảm ơn. Có cần đưa về không? Để mình gọi xe cho. Là Maximus. Đưa Rapunzel và gia đình tắc kè về nhà nha. Hiểu rồi, đi thôi nào. Bye. Cả nhà đang trên đường về đó. Sô-cô-la nè. Tách nhỏ. Nấu chảy trên nến. Đổ vào khuôn. Dàn đều ra nè. Trái tim đáng yêu quá. Đông lại rồi. Gói lại bằng giấy xi măng. Điểm thêm vàng. Wow, gắn vòng. Buộc lại bằng dây thừng. Thêm hoa cỏ nữa nè. Tô màu cho giấy gói nha. Vẽ trái tim ở góc. Đáng yêu quá. Lin quay lại làm việc rồi. Không thể quên cô công chúa duyên dáng đó mà. Hay là tặng bánh nhỉ? Mình cần sữa. Một cốc bột. Đánh lên. Dạ, được rồi. Ai cũng thích sô-cô-la mà. Nấu chảy. Đổ vào khuôn. Như thế này nè. Để vào trong tủ đông. À, đông lại rồi. Thêm trái tim và hoa khô. Yes. Hoàn hảo. So beautiful. Oh, oh, oh. Rapunzel đang thư giãn ngoài công viên. Xin chào người đẹp, mình muốn gặp bạn. Yeah. Mình cũng thế. Mình có quà tặng cho cậu nè. Ồ, đáng yêu quá đi. Wow.
Sô-cô-la hả? Ừ. Lật lại đi. Yeah. Là một chiếc nhẫn. Làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Giờ em có thể ăn sô-cô-la rồi. Quả là một ngày hạnh phúc mà. Lấy giấy xốp nha. Cắt thành hình chữ nhật. Quét lỗ. Cắt tấm nhựa trong ra. Gắn mọi thứ lại với nhau. Che phần nắp. Tô màu nữa nào. Vẽ họa tiết lên nè. Đổ sỏi đầy phần đấy. Gắn thêm hoa cỏ. Tường trong suốt. Thế là xong hồ thủy sinh sang trọng rồi. Flynn đang chờ Rapunzel về nhà. Các bé tắc kè đã sẵn sàng đòi ăn. Không được rồi. Xin chào cửa hàng thú cưng. Gửi hồ thủy sinh đến nha. Ô, bánh của mình. Hoan hô, đến rồi. Các bạn tắc kè thích đơn hàng này lắm. Lại đây nào các bé, chào mừng về nhà. Cha, em yêu nhà mới nè. Anh có gì mới thế? Tắc kè đã có nhà mới rồi nè. Được đó, Flynn. Đáng đồng tiền bát gạo đó nha. Rapunzel đang chuẩn bị cho đám cưới. Mình cần váy cưới. Ồ, vải thêm được nè. Nắm chặt phần mép. Đến đo rồi. Vải đẹp quá. May chúng lại là hoàn thành chiếc váy rồi nè. Wow. Cậu nghĩ sao nào? Tuyệt đẹp. Thêm vài điểm nhấn. Ren nè. Chiếc vòng hoa thay vì vương miện. Giờ thì đến hoa nha. Hoàn hảo. Đừng quên bó hoa của cô dâu nha. Thế là hoàn thiện rồi. Ngày đặc biệt đến rồi nè. Mình đến rồi đây. Cô dâu đâu? Cô ấy sẽ đến ngay thôi. Đến rồi nè. Đây rồi em yêu. À, dưới tấm màn là bà lão. À, bà là ai thế? Maximus tức giận rồi kìa. Đùa ta đấy à. Đây là Rapunzel. Chỉ là già hơn thôi. Đến đây nào anh yêu. Giúp với. Maximus đi tìm Rapunzel đi. Chú ngựa đáng tin cậy đã mang cô dâu thật đến. Có vẻ như mọi người đều đang đợi mình đến nè. Maximus chẳng thích trò đùa của Gothel tí nào. Ta sẽ không quay lại đâu. Ngựa làm chủ hôn sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Cặp đôi của chúng ta hạnh phúc quá đi. Giờ họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhìn vào chiếc rương đã nào. Vẽ đường mây. Khâu phần cạnh. Tạo chiếc nơ. Kẹp tóc nè. Tô điểm phần cạnh nữa nha. Làm chiếc hộp. Để bông vào nè. Nơ và hai chiếc kẹp tóc. Dán mặt trời lên nữa. Một bộ kẹp tóc dành cho mọi người. Cùng ghé thăm quầy hàng của mẹ Gothel cái nào. Ơi, hôm nay không có vui à nha. Mọi thứ đều cứ rối tung cả lên. Không có chỗ cho rau hư đâu nha. Này, anh ấy chơi hay đó chứ. Sao người dám? Đồ chim nghịch ngợm, dám ăn bánh mì của ta. Biến đi. Con muốn lấy trái cây và rau tươi. Và thêm bánh mì nữa thì càng tuyệt. Mà có vẻ như đồ này không tươi lắm. Thích gì cứ lấy đi. Rapunzel không hề để ý rằng mẹ kế đang tức giận lắm. Lấy hết quầy luôn rồi. Rapunzel ơi! Nàng công chúa trở về nhà. Đến lúc chải tóc rồi nè. Gì thế này? Tóc mình đâu phải rổ đựng rau đâu. Phải chỉnh lại mới được. Ồ, mình có kẹp tóc đáng yêu mà. Giờ mình sẽ thắt tóc nè. Rồi kẹp tóc lên.
Wow, xinh đẹp. Và không dính rau luôn. Các bạn nhỏ nằm trong hoa kìa. Mang bé này đến với Lalilu nào. Nhuộm lại tóc vàng. Giống y như mẹ. Mắt xanh nha. Mặc bộ đồ tím vào. Vẽ hình mặt trời nha. Ô, em bé đáng yêu quá. Sinh đôi sao? Sinh ba luôn. Công chúa có con rồi à. Rapunzel và Finn đang cưỡi ngựa trong rừng. Dừng lại. Em thấy mệt quá. Để anh giúp em nha. Maximus biết có chuyện gì xảy ra rồi. Rapunzel sắp sinh em bé rồi kìa. Phải làm gì đây? Ba em bé khấu khỉnh đã ra đời. Cả gia đình quay về tòa lâu đài. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Các bạn nhỏ ngay lập tức cảm thấy thích thú với hồ thủy sinh. Nhà tắc kè có bạn mới rồi. Ồ, rắc rối nhỏ của mẹ. Lấy cọ nào. Chiếc ống này sẽ có ích đây. Mài các cạnh nha. Đổ keo vào làm đấy. Sơn lại thành màu vàng. Một vàng bóng đèn luôn. Kẹo đủ màu. Cắt hình cầu ra nè. Đậy nắp đủ màu lại. Đóng gói nào. Bộ đất nặng Play-Doh này sẽ không làm các bạn nhỏ thất vọng đâu. Các bạn nhỏ đang chơi đồ chơi trong nhà. Chán quá đi. Các khối này chán hòm. Thảm lò xo sao? Ơi. Mẹ ơi. Có chuyện gì thế? Chúng con không có thứ gì để chơi cả. Ta đang nghĩ đến thứ gì đó. Hay là Play-Doh nhỉ? Tụi con có thể làm bất kỳ thứ gì. Các bạn nhỏ cùng nặng hoa. Bừa bộn quá nha. Mẹ bực rồi kìa. Tặng hoa cho mẹ đi. Wow. Sao mẹ lại bực con gái ngoan của mẹ được chứ? Bóng xốp nè. Hộp xốp nữa nè. Thử đi. Sơn màu vàng pastel lên nha. Hơi ngã cổ nè. Cùng mượn miếng đệm ngồi nào. Bọc vải lại nha. Dán vào mặt lưng và làm đệm ngồi. Cắt hình mặt trời ra nè. Treo chiếc chăn gần đó. Chiếc sofa êm ái sẽ hoàn thiện nội thất căn nhà. Rapunzel và Flynn đến cửa hàng bán đồ nội thất. Chúng mình muốn mua đồ nội thất mới. Có đề xuất món nào không? Nhìn mấy mẫu mới này thử đi. Anh nghĩ sao? Không thích màu này cho lắm. Được rồi, còn mẫu này thì sao? Cặp đôi ngồi xuống, quá nhỏ đi. Anh té mất. Này, vui nhỉ? Hai người sẽ thích mẫu này cho mà xem. Yes. Wow, hoàn hảo, đẹp quá, mềm nữa, thoải mái nữa nè. Đột nhiên, tóc của nàng công chúa bị mắc vào tay vịn của ghế. Flynn à, giúp em với. Please. Đợi tí. Dừng lại, để mình đi gọi người giúp cho. Có chuyện gì thế? Cố gắng thổi nó ra đi nào. Không được rồi. Chúng ta sẽ thử cưa phần tay vịn ra. Được rồi nè. Yay, thoát rồi. Anh lo lắm đó. Chiếc ghế này bị hỏng rồi. Hai người phải mua nha. Flynn và Rapunzel không hề buồn tí nào. Họ thích mẫu này lắm đó. Anh ấy và vợ đã có được chiếc ghế. Cưa sofa vui hơn nhiều. Từ giờ mình sẽ cắt mọi thứ ra hết. Người nhân viên chẳng nề hà gì cả. Phải đuổi anh này đi ngay thôi. Mẹ Gothel mang cho chúng ta ít giấy. Phép thuật của bà khiến cuộn giấy trở nên khổng lồ.
tách. Và tháp đã có đài quan sát nè. Đây là cánh cửa mô phỏng gạch. Mình nên thêm gì đây? Đúng rồi, suýt quên mấy nhà rồi. Mẹ Gothel đã làm rất tốt. Tòa tháp được dây leo bao phủ. Tòa tháp trông giống gì đó trong cổ tích ấy. Chú chim đến bậu cửa sổ để gặp cô bạn thân. Ồ, mình muốn khám phá. Mình sẽ lên cao hơn. Chân ở đây, bước lên đây. Yeah, được rồi. Mẹ Gothel về sớm và bắt quả tang Rapunzel. Này Rapunzel, con đang làm gì thế? Ủa, con chỉ muốn nhìn thấy mặt trời mọc. Ngốc à, mặt trời mọc vào buổi sáng cơ. Mẹ Gothel luôn thấy những trò của Rapunzel thật dễ thương. Cùng quay về tháp thôi nào. LOL Little Sister đang biến thành Rapunzel. Hãy cho cô ấy bộ đồ màu hoa cà nha. Làm sao mà cô ấy có bộ tóc dài vậy? Đúng là phép thuật mà. Và đây là chú tắc kè hoa Pascal, bạn thân của Rapunzel đó. Pascal đang thấy chán. Chơi nào hai bé? Họ không thể tách rời. Họ luôn chơi đùa. Nhưng Rapunzel luôn tìm kiếm rắc rối. Trèo lên bàn, cẩn thận. Được rồi, mục tiêu đã gần kề. Bánh sừng bò sô-cô-la ngon thiệt. Con đói hả? Hãy uống sữa ấm nào. Như thế, tốt lắm. Con có thể ăn nhiều đồ ngọt khi con lớn lên. Sẽ cần những chi tiết này cho chiếc lục lạc di động. Trang trí một bồng dây với cây xanh và hoa nha. Treo hạt cườm trên dây câu. Giờ thì giấc ngủ sẽ ngọt ngào hơn. Gothel bế Rapunzel vào giường, nhưng bé quấy khóc. Ủa, đầu mình nổ tung mất. Cần phải nghĩ ra gì đó. Đúng rồi, mình mua lục lạc di động là có lý do. Mình sẽ dùng nó. Rapunzel bắt đầu nhìn chăm chăm. Những vật thể bay giúp cô chìm vào giấc ngủ và có giấc mơ ngọt ngào. Một búp bê LOL mới nghĩa là cô bé đang lớn lên. Tóc vàng hoe, đôi mắt xanh lục với chấm trắng và bộ đồ với màu yêu thích của cô. Chọn ri băng. Rapunzel nhảy vào trong hộp. Cái này chắc rồi, là một chiếc váy phòng nha. Thắt chiếc thắt lưng lấp lánh và thêm tay áo mỏng. Bà tiên đỡ đầu vẫy đôi cánh nè. Và Rapunzel đã có mái tóc tuyệt đẹp của mình. Yay, tóc mình thậm chí còn dài hơn. Yay. Mẹ Gothel rất yêu con gái của mình. Ở đây nha, mẹ phải đi ra ngoài một lát. Rapunzel không lãng phí thời gian. Cô bắt đầu lục lọi các ngăn kéo và cuối cùng tìm thấy thứ mình cần, một chiếc chìa khóa nè. Ban công, mình đến đây. Bây giờ cô có thể dễ dàng đi xuống bằng tóc rồi. Mình rất thích nơi này. Cô nằm trên bãi cỏ, tận hưởng ánh nắng. Ở bên ngoài thật vui mà. Những sinh vật kỳ diệu đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ. Chú hổ thậm chí còn liếm tay Rapunzel. Công chúa đã kết bạn với tất cả các động vật. Rapunzel. À, ai đã bỏ trốn vậy? Về nhà nào. Ước, xong rồi. Rapunzel có sở thích mới, vẽ. Cô vẽ những giấc mơ của mình trên giấy và sau đó tiếp tục trên các đồ đạc. Ồ, cô bé mình nuôi thật sáng tạo mà. Giỏi lắm. Làm sao để phát triển tài năng cho bé nhỉ? Làm giá vẽ. Chúng ta sẽ cần xiên gỗ làm chân và giá đỡ. Dán nó lên. Sáng tạo nào. Không nhìn trộm. Ngạc nhiên chưa? Wow, mẹ, cho con hả? Tuyệt quá. Wow. Cô lấy bút vẽ, ngồi trước giá vẽ và bắt đầu vẽ. Nghệ thuật trẻ tuổi đã vẽ một bức tranh của Pascal. Đẹp thật. Búp bê đang thay đổi diện mạo. Hôm nay cô sẽ biến thành Rapunzel tuổi tiên. Thật bất thường mà. Oh, không ai có mái tóc như vậy. Bây giờ hãy mặc áo phông trắng in hình tắc kè hoa nha.
mặc quần short. Nhưng quần yếm denim là lựa chọn tốt hơn. Đúng đó. Các bạn teen thích thử nghiệm. Cả Rapunzel cũng quyết định để tóc nhiều màu. Thêm vòng nhỏ vào bím tóc. Hợp thời trang ghê. Yes. Rapunzel nghĩ đến việc thay đổi diện mạo. Đầu tiên, mình sẽ nhuộm tóc màu sáng. Nóng lòng chờ kết quả quá. Wow, tuyệt. Wow, oui. Nhưng bộ váy này, bây giờ nó không hợp nữa. Công chúa đang tự làm bộ quần áo mới. Chút nỗ lực và cô đã tạo ra bộ đồ denim đầy phong cách. Vui quá đi. Pascal, nhìn đẹp chưa nè? Ô mẹ, nhìn con đẹp chưa này? Wow, sặc sỡ quá. Giờ là thời điểm hoàn hảo để thử nghiệm. Mẹ nhớ mẹ cũng có mái tóc rực lửa khi ở tuổi của con. Làm tập tài liệu từ giấy có họa tiết. Băng dính nhiều màu được gặp lại. Cho nó vào trong nha. Giấy trắng cho vừa vào trong. Ống hút và băng keo thiết kế ghép lại để làm chiếc ống nhỏ cho búp bê nè. Rapunzel bị nhiều thứ dính vào. Cắt tâm. Mỗi que có một màu riêng. Bút chì màu đã sẵn sàng. Bộ dụng cụ văn phòng phẩm này sẽ giúp cô vẽ. Rapunzel đang tham gia khóa học online cho các công chúa. Học online thật chán mà. Thay vì tập trung vào lớp học, cô quyết định chơi đùa. Công chúa lăn lộn trên ghế, nhảy xung quanh phòng và làm tóc với lông mày bị dính băng keo. Bạn học của cô cười vì những trò nghịch ngợm của cô. Rồi cô quay lại việc vẽ vời. Một thế giới cổ tích xuất hiện trên giấy. Chúng ta cần nhiều bìa cứng hơn. Cắt dải giấy xốp và quấn quanh nha. Tách, tách. Sơn cắt hộp và một vị thuốc màu hồng. Đây là bản make up thật đó nha. Được chia thành nhiều ngăn. Có rất nhiều màu. Một tấm gương lấp lánh ở nửa trên. Chiếc cọ nhỏ biến thành mascara. Rồi ta có một cây son handmade sáng màu. Bộ make up là món quà hoàn hảo cho một bạn teen. Gretel lắng nghe lời khuyên của Lalilu và quyết định làm gì đó tốt cho công chúa. Rapunzel, đây là của con nè. Wow, mẹ tuyệt thật. Một bộ make up. Wow. Được rồi, con sẽ đi make up nha. Rapunzel ngồi trước bàn make up và bắt đầu tô son. Đánh phấn mắt và chút mi. Lớp make up đầu trông hơi đậm. Nhìn thấy các thử nghiệm của Rapunzel, Gretel sốc. Con yêu, để mẹ chỉ cho con cách make up nha. Mẹ tẩy trang sạch sẽ và giúp Rapunzel trang điểm lại. Thật là một cô gái xinh đẹp. Wow, tốt hơn nhiều rồi. Yay! Làm hai chiếc vòng mảnh từ dây kim loại. Tách, chúng dính liền. Một bức vẽ mặt trời rực rỡ xuất hiện trên giấy. Quấn nó xung quanh khung. Nhìn kìa, có nhiều thật đó. Flynn Rider đến bờ sông trong bóng đêm. Em đâu rồi người yêu dấu? Anh yêu, em ở đây. Hello. Anh đưa tay cho công chúa. Cô nhảy vào bên trong chiếc thuyền. Và cặp đôi tiếp tục đi dọc theo dòng nước. Nhân tiện anh đã chuẩn bị một món quà. Hãy nhận nha. Là đèn lồng. Thật lãng mạn. Họ nắm tay nhau và thả nó lên trời. Khoan, gì vậy? Hàng trăm chiếc đèn lồng bay lên bầu trời. Cặp đôi hạnh phúc chỉ đứng đó, tận hưởng điều kỳ diệu. Một tờ giấy với hình in tách thành nhiều tờ nhỏ. Dán chúng lại. Dán các tấm lại với nhau và cho vào trong tấm bìa. Bìa được trang trí với hình chân dung của Rapunzel trong khung kim loại. Và cuốn album có nhiều ảnh đặc biệt nè. Một lần, khi Rapunzel vẫn còn là thiếu niên, cô tìm thấy quầy chụp ảnh. Mình cũng muốn chụp một tấm nữa. Nhiều năm sau, Rapunzel già tìm thấy quầy chụp ảnh đó. Và bây giờ bà đã có những bức ảnh hợp với những bức hình khi còn trẻ. Sau khi về nhà, Rapunzel đặt những bức ảnh vào trong album, bên cạnh những bức ảnh thời trẻ. Những bức ảnh thật đẹp mà. À,
những ngày xưa ấy. Có chiếc nồi em bé đáng yêu đang ẩn trong khu vườn rực rỡ của thành phố Lali. Hãy đến gặp bé nào. Mang lên bộ quần áo màu tím. Kiểu tóc được trang trí với viên pha lê màu tím. Ai đang lái chiếc xe trượt tuyết nhanh vậy? Cô bé tóc vàng trông hệt như Elsa. Ồ, mình nghe được tiếng len keng. Em bé thật đáng yêu mà. Rapunzel và con gái của mình đang đi dạo trong công viên. Mình dừng lại để cắm trại nhỉ? Chỗ này trông ổn đó. Họ ngồi xuống trên tấm thảm. Nhưng đột nhiên trời bắt đầu đổ tuyết quanh Rapunzel. Hả? Mình có đang nhìn nhầm không? Gì đây? Tuyết vào mùa hè. Ồ, xin lỗi, như mọi khi. Mình cùng nhau làm quen nha. Mình là Elsa. Hey. Và mình là Rapunzel. Wow, còn chúng mình bằng tuổi này. Những người mẹ quyết định thư giãn cùng nhau. Con của họ cũng trở thành bạn. Thật vui vì quen được bạn. Đến giờ ăn xế rồi. Chiếc hộp này đựng đồ khá tốt đây. Dùng mùng cưa lấp đầy chiếc hộp. Tạo lỗ để thông không khí. Gắn thêm tay cầm. Pascal sống ở đây. Và hàng xóm của nhóc là thú cưng của Elsa ngồi trong chiếc hộp tuyết. Hai nhóc này hẳn sẽ có nhiều trò vui với nhau. Phòng khám thú y của thành phố Lali đang chờ người ghé thăm. Elsa và thú cưng đã đến từ sáng sớm. Chào, mình mang bé đến để kiểm tra định kỳ. Xem nào. Hô hô, là một bé kỳ nhông xinh đẹp. Rapunzel đến ngay sau đó. Buổi chiều tốt lành, chúng mình đến để kiểm tra. Cha cha, mình thấy một bé tắc kè khỏe mạnh. Trong khi bác sĩ bị sao lãng, hai bé cưng đổi chỗ. Bé con rất ổn, bạn về được rồi. Thank you. Những nàng công chúa rời đi. Nhưng họ chỉ biết có điều gì không đúng khi về nhà. Ô không, Pascal đi đâu rồi? Ô, Buri đâu rồi? Chắc hẳn có sự nhầm lẫn. Oh, no. Cả hai quay trở lại phòng khám. Định mệnh mang họ quay lại đây. Thật là xấu hổ. Nhưng bé cưng của bạn trông thật tuyệt. Cảm ơn nha. Pascal cũng rất đáng yêu. Chọn ra tờ giấy xốp. Vài phép màu. Chúng mình đã có bàn cờ. Dùng kim tuyến. Wow, chiếc nút tạo chữ La Li Lu. Mình đã có những quân cờ màu sắc nè. Cho bàn cờ vào trong túi. Elsa, Rapunzel và con của họ đến quán cà phê. Mấy nhóc sẽ chơi đùa và mình có thể trò chuyện tùy thích. Kế hoạch hay đó. Ok. Bạn có nghĩ mẹ sẽ cho mình chơi xích đu không? Hỏi thử nào. Mèo con cũng muốn cùng tham gia. Mẹ ơi, tụi con chơi xích đu nha. Được rồi, chơi vui đi. Bye. Mấy cô nhóc thật ồn ào. Và Elsa phải đến với một kế hoạch khác. Này, các con muốn chơi trò chơi không? Wow, trò nào ạ? Thật hào hứng quá. Các con sẽ thích, đây là luật chơi. Mọi người cùng ngồi xuống vào bàn. Mẹ chỉ họ cách để chơi. Các cô nhóc bị cuốn vào trò chơi này. Mèo con cũng thích chúng nữa. Cô nhóc nhảy vào ngay bàn cờ. Đúng là một nhóc con tò mò mà. Họ có thời gian vui vẻ bên nhau. Rapunzel và con gái cùng đến công viên. Mẹ, con muốn chơi xích đu. Có người rồi, con thấy mà. Nếu họ ở đó mãi thì sao? Mẹ biết phải làm gì rồi. Rapunzel có một cuộn giấy bí mật. Hãy nhìn gần hơn xem nào. Là mô hình xích đu. Sơn que gỗ màu hồng nha. Trang trí với dây leo và hoa hồng. Hãy kiểm tra lại thiết kế. Nó hoàn toàn giống như nhau. Mẹ, chỗ ngồi ở đâu? Mẹ sẽ dùng tóc của mình. Ngồi thử nào. Rapunzel đung đưa cô nhóc bằng tóc của mình. Woohoo, thật vui quá đi. Mọi người đều vui vẻ. Lấy một tờ giấy xốp có kim tuyến. Cắt thành vài hình tam giác. Dán chúng vào mảnh xốp nha.
làm chiếc cầu thang chắc chắn từ những que gỗ. Sơn các bậc màu xanh. Làm tay cầm hình vòm từ que cọ rửa chén. Thêm phần tay trắng ở mặt trượt. Mấy nhóc chắc chắn sẽ thích chiếc cầu trượt mới. Emily và mèo cưng của mình đang đi dạo. Yay! Con yêu, mẹ sẽ cho con thấy phép màu diệu kỳ. Họ mang theo xe trượt tuyết và một ít băng. Thứ nào sẽ làm cầu trượt tuyệt hơn cho cô nhóc? Elsa làm vài động tác phép thuật. Oh wow! Woohoo, tuyệt quá! Cô bé đến thử cầu trượt ngay. Mình đang bay nè. Mèo con cũng muốn trượt xuống chung nữa. Các nhóc cùng nhau chơi đùa thật vui. Ha, phép màu thành công rồi. Các ngôi nhà hình tháp ra. Tô màu với bút dạ. Trông thật tuyệt. Dùng sợi len để làm mái tóc dài. Và Rapunzel thả tóc của mình xuống. Rose đang chơi ở trong phòng mình. Mẹ cô bé vừa cho cô một hình nộm treo tường thú vị. Bút chì làm việc nào. Cô bé tô màu. Oh wow, hình treo trở nên đẹp quá. Giờ chúng mình sẽ thắt biếm nha. À, mình không làm được rồi. Lộn xộn hết rồi nè. Đừng lo lắng, mẹ chỉ cho. Đây, mẹ rất giỏi việc này mà. Của con đây, thử tập đi. Ok. Cô bé có thể thắt tóc cho mẹ một cách hoàn hảo. Cột chiếc nơ và trang trí thêm với hoa. Wow. À, con thích chú. Đó không khó mà, phải không? Chiếc chai nhựa cùng nắp có thể dùng làm bình hoa. Lau sạch nhãn chai. Trang trí chiếc bình với que bằng nhựa. Và sơn để nó giống như băng nha. Olaf tự mình vượt qua trận bão tuyết. Bão tuyết thậm chí đã phủ kín bình hoa với tuyết. Hoa trông thật đẹp trong bình băng giá. Cô bé đang cưỡi chú ngựa gỗ. Olaf đến gần. Hey. Bạn muốn chơi cùng không? Có, hãy làm bữa tiệc trà cùng những chú gấu đi. Có lẽ lần sau. Làm bức tranh kim tuyến thì sao nào? Mình không muốn. Bạn không thích thứ gì hết hả? Mình tìm được gì này? Là ván trượt. Wow. Đừng lo lắng, mình giúp bạn thành thạo ngay thôi. Đến bạn. Olaf hơi chông chênh trên ván trượt. Cô bé đẩy anh chàng đi. Cậu tăng tốc và ngã xuống. Ô, bình vỡ rồi. Mẹ có dạy mình cách dùng phép thuật. Wow, chiếc bình trông như mới nè. Wow. Này, tiếng gì vậy? Xin lỗi, mình làm vỡ bình. Nhưng Emily đã sửa nó. Giỏi lắm. Cắt ống hút. Push, nắp chai trượt ra rồi. Cố định với nhau. Tạo hình vài chiếc micro. Sơn một chiếc xanh. Và chiếc còn lại màu tím. Trang trí với trụ băng. Dùng hoa và lá cây cho chiếc còn lại. Emily và Rose rất tò mò về tất cả những tiếng ồn. Là Olaf đang tập hát. Solamido. Tuyệt quá đi. Mình muốn thử. Vậy để mình đi lấy micro khác. Chờ một chút nha. Đây nè. Và để mình giữ kem cho. Lên nào cô gái. Các cô bé hát. Họ hát hay thật đấy. Các mẹ rất ngạc nhiên về buổi trình diễn nhỏ này. Wow. Hoan hô, hoan hô. Các con thật tài năng. Sơn chú tắc kè nhỏ thành màu tím. Thêm đôi mắt ngộ nghĩnh. Wow, có nhiều hoa đẹp ở sau lưng quá nè. Dùng hộp nhựa trong để đựng chú nhóc. Đúng là bé con đáng yêu mà. Thú cưng của ai đây? Mẹ đang nghỉ giải lao. Và Rose thì đang chơi cùng bé búp bê của mình. Chà chà, Pascal, mình có khách kìa. Xem ai đến nào. Woohoo, giao hàng đây. Có thứ gì đáng yêu trong hộp này? Rapunzel mua một món quà. Wow. Thật xinh đẹp mà. Đi thôi, cùng đi tham quan nhà đi. Và chú tắc kè không thấy chán nữa. Bởi cô bạn mới đã giành được sự chú ý của cậu. Đi nào thưa quý ngài, làm quen với bạn mới đi. Đúng là bất ngờ thú vị mà.
là một nàng kỳ nhông nhỏ từ đất nặng. Chiếc đuôi cong đến cái đầu và chân. Boom, đã có đôi mắt. Dùng sân móng tay phủ lên, cắt để tạo chiếc hộp lấp lánh. Bé cưng sẽ cảm thấy thoải mái trong chiếc hộp. Emily đang đọc truyện cổ tích về mẹ cô nàng cho những người bạn nhỏ là chú kỳ nhông. Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Bé yêu, còn có bộ kiện từ Rapunzel này. Wow, gì vậy ạ? Ồ, hình như Rooney có thêm bạn mới nè. Cô bé cho nàng kỳ nhông đi dạo trên chiếc xe đẩy. Ngủ ngon nào bé ngoan, ngủ ngon nào. Đến lúc ăn donut rồi. Của em và em nè. Cùng đọc truyện cổ tích nha. Cô bé mãi mê đọc truyện đến mức dần dần ngủ quên đi luôn. Nhưng bé thú cưng đều ở đây. Có tuyệt không nào? Ngủ ngon.